Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Và sau đây, mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020. Âm lịch ngày này là ngày 12 tháng 7 năm Canh Tý và hôm nay là ngày Ất Tỵ tháng Giáp Thân năm Canh Tý nhé. Ngày này là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày bao gồm giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa, ngày Ất Tỵ tức can sinh cho chi, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa nhé. Ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Phú Đăng Hỏa, kỷ tuổi kỷ hợi tân hợi, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa độ. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hại dần và tuyệt tí nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày bao gồm tuổi quý hợi, tân hợi và tân tỵ. Tuổi xung trong tháng tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ và canh tí nhé. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Vi Tinh tốt mọi việc, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Lục Hợp tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo cũng tốt cho mọi việc. Trong ngày cũng có nhiều sao xấu như là sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi vừa việc, sao Kiếp Sát kỵ cái việc xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Địa Phá kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thần Cách kỵ việc tế tự, sao Hà Khôi hay còn gọi là sao Cẩu Giao xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sao Lôi Công xấu về xây dựng nhà cửa, sao Thổ Cẩm xấu về xây dựng nhà cửa, an táng các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý đang gặp được thực thần chiếu mệnh, cho nên tài lộc của bạn tuổi Tý trong ngày này được thăng tiến lắm nha. Với bạn tuổi Tý, những cái kế hoạch kinh doanh ấp ủ đã lâu và ngày hôm nay được mang ra sử dụng, thật chi là hiệu quả cho bạn. Trong cái ngày này, bạn tuổi Tý cũng có thể sẽ gặp được những đối tác làm ăn đáng tin cậy. Nếu có cái cơ hội hợp tác thì bạn hãy thử xem bạn nhé. Biết đâu cái sự kết hợp giữa đôi bên sẽ giúp cho tài lộc của bạn tuổi Tý càng ngày càng thêm vượng phát luôn luận. Nhưng trong cái ngày Ất Tỵ này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có họa xung khắc với Thủy, cho nên điềm báo về cái mặt tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Vợ chồng đôi bên có những cái quan điểm riêng trong cái chuyện nuôi dạy về con cái, ai cũng có cái lý riêng của mình và chưa tìm được cách để có thể đi đến cái sự thống nhất của bạn tuổi Tý nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý có nhiều sao tốt như là sao Thiên Phú, sao Địa Tài, sao Ngũ Phú, sao Vinh Tinh, sao Lục Hợp, sao Kim Đường, sao Thiên Quý. Cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng được thuận lợi, cầu tài cầu lộc, cắt quần áo các cụ trong ngày hôm nay cũng rất tốt bạn nhé. Ngày này
Việc xuất hành đi xa thì bạn tuổi Tý cũng nên chú ý là chọn cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam để mang lại nhiều cái vận may về tài lộc cho mình bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tình duyên trắc trở. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Mậu Tý tiền bạc rất chi là dồi dào. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, bạn đang có sự bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, tài lộc được phát triển mạnh. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang khá chi là vất vả để dùng hết cái sự may mắn của mình trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp được tam hợp cục nâng đỡ, những cái rắc rối trong cái chuyện tình cảm của bạn nhanh chóng sẽ được tháo gỡ được. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, mệnh chủ cũng sẽ giành được nhiều cái cơ hội để thể hiện được năng lực của mình trong công việc. Thiên ấn xuất hiện khá chỉ là chắc chắn rằng cái điều này mang lại cho bạn tuổi Sửu lợi thế và có những cái ý tự độc đáo và sáng tạo cho mình đưa ra đó bạn nhé. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải đầu tư thêm thời gian để tìm tòi khám phá những cái hướng đi mới cho mình, sao cho có thể phát huy được hết cái tiềm lực của mình trong công việc. Bạn đang đi đúng hướng, đúng đường rồi đó bạn tuổi Sửu nhé. Cái việc xuất hành đi xa với bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay cũng thuận lợi, đi ra thì gặp quý nhân, được người giúp sức, có tiền tài, danh tiếng, có tin vui đó. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, công danh vượng phát. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tình cảm được thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, có nhiều cơ hội. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, bạn cần phải chú ý nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, công việc của bạn tiến triển tốt đẹp nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày có cục diện tương hại. Cái điều này sẽ tác động xấu lên cái cảm xúc của bạn tuổi Dần trong ngày này nhé. Với bạn tuổi Dần, cái cảm giác thấy bất an, chán nản, đôi khi đối phương không hiểu được ý của mình đó. Với bạn tuổi Dần trong ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn cần phải nghĩ thoáng ra, đừng có lúc nào cũng cứ suy nghĩ theo cái hướng tiêu cực. Bạn mệnh hãy thử chia sẻ để cho người ấy hiểu và thông cảm cho những cái khó khăn mình đang gặp phải, để cả hai có được cái sự thấu hiểu lẫn nhau hơn nhé. Trong cái ngày này với bạn tuổi Dần, may là bạn đang được có chính tài ở bên cạnh. Cái nguồn tài lộc của bạn không phải là dạng vừa với bạn đâu. Nguồn thu nhập với bạn tuổi Dần trong ngày này được ổn định, sẽ giúp cho bạn thoải mái trong cái việc chi tiêu và không cần phải lo lắng căn kia quá nhiều trong cái vấn đề về tài chính với mình bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, quan điểm bất đồng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Mậu Dần
thuộc thổ, tài lộc được dồi dào. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn có nguồn thu ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, tình cảm tan vỡ. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 6. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, bạn đang được thiên tài chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối, chỉ bằng cái nghề tay trái thôi mà bạn tuổi Mão có thể được tăng cái thu nhập về mình rất chi là tốt luôn bạn tuổi Mão nhé. Bạn tuổi Mão, bạn là người chăm chủ, tranh thủ cái thời gian rảnh để làm thêm trong ngày hôm nay, để tăng thêm cái nguồn thu nhập cho mình nữa rồi đó. Với bạn mệnh tuổi Mão, dù kiếm được nhiều tiền nhưng cái đồng thời vẫn phải dành thời gian cho gia đình bạn tuổi Mão nhé. Nếu bạn chỉ tập trung cho cái việc kiếm tiền mà không quan tâm chăm sóc cho những người mình yêu thương thì sẽ là một cái sự thiếu sót với bạn vô cùng lớn, tới khi quay đầu lại có khi lại hối hận không kịp đó bạn tuổi Mão nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão, mộc sinh xuất cho hỏa, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt, đường tình duyên của bạn không thực sự thuận lợi nhé. Người mình yêu thương thì lại chẳng trao tình cảm cho mình. Con giáp này đang rối bời vì không biết phải giải quyết ra làm sao về cái phương diện tình cảm, tình yêu đôi lứa đó nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, thu nhập gia tăng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, tình cảm không thuận. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, tài lộc được dồi dào. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, gia đình bất hòa. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, có nhiều mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 7. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được chính ấn chiếu mệnh, dẫn đường xuôi lối cho bạn. Cho nên công việc với bạn tuổi Thìn trong ngày này nhờ thế mà cũng rất chi là thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Bạn tuổi Thìn, bạn mệnh không cần phải tính toán quá nhiều, cứ có kế hoạch mà làm thôi sẽ đi đến thành công theo cái kế hoạch của bạn đề ra nhé. Và bạn tuổi Thìn á, dù có tham vọng lớn nhưng bạn mệnh hiểu rõ muốn đi tới cái thành công cần phải đi những bước đầu tiên thật chi là vững chắc đó. Bạn chấp nhận những cái khó khăn và vất vả ban đầu để có thể đạt được những cái mục tiêu cho mình nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn á, ngày này bạn đang gặp được ngày có họa dược cho thổ. Bạn tuổi Thìn chẳng những công danh được vượng phát mà cái con đường tình duyên của bạn cũng đang trên đà được thăng tiến lắm đó. Với bạn tuổi Thìn, cái vận đào hoa được nở rộ, sức hút cá nhân của bạn tuổi Thìn khiến cho người khác phái khó mà cưỡng lại được đó bạn tuổi Thìn nhé. Và trong cái ngày này đối với bạn tuổi Thìn đó, cái việc cầu tài lộc, cắt quần áo các cụ, xuất hành đi xa, khởi công, động thổ đều tốt với bạn. Đi ra thì gặp được người, gặp được quý nhân, có tiền tài, có danh tiếng, trong ngày có tin vui với bạn nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, công danh được thăng tiến. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ,
tình cảm được như ý. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, bạn có nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, bạn biết người biết ta. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, bạn nuôi chí lớn nhá. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020. Cái vận trình của bạn ngày Chủ nhật này, bạn tuổi Tỵ đang có được chính quan chiếu mệnh dẫn đường mở lối cho bạn, cho nên bạn tuổi Tỵ có được những cái sự trợ giúp từ phía đồng nghiệp cấp trên nhé. Bạn tuổi Tỵ, bản mệnh dần nâng cao được cái năng lực và có thêm kinh nghiệm sau nhiều lần vấp ngã, trưởng thành hơn trong công việc rất chi là nhiều rồi đó. Với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn được cấp trên đánh giá cao bởi bạn có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Công việc đã giao vào tay bạn là đảm bảo được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể độ. Tuy nhiên, trong cái ngày này với bạn tuổi Tỵ, họa khí vượng, cái điều này cho thấy vấn đề sức khỏe của bạn lại đang bị ảnh hưởng xấu nhá. Bạn tuổi Tỵ, bạn không chịu kiềm chế cảm xúc mà dễ dàng nổi nóng, tức giận. Cái điều này có thể khiến cho tim mạch của bạn đang chịu tác động xấu đó. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc Hỏa, sức khỏe sa sút. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc Thổ, tinh thần có trách nhiệm cao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc Mộc, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc Kim, bạn có nhiều kế hoạch. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy, bạn nên kiểm soát cảm xúc nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này, bạn đang được tam hội cục chia chở, cho nên bạn tuổi Ngọ sẽ có được những tin vui về cái con đường tình cảm của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, người có đôi có cặp sao bao trắc trở thì cuối cùng cũng về lại bên nhau rồi đó. Ngày này đối với những bạn còn độc thân thì bạn nhận được khá chi là nhiều cái lời tán tỉnh hẹn hò đó bạn nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng để lựa chọn người thực sự phù hợp với mình, chứ không phải là tùy tiện nhận lời đó bạn nhé. Thiên quan chiếu mệnh, đây là cái điều khiến cho bạn tuổi Ngọ trong công việc của bạn không ngừng phát sinh rắc rối đó. Bạn tuổi Ngọ đang có điềm báo, tiểu nhân quấy phá, bày trò để phá hoại cái công việc của bạn tuổi Ngọ nhằm cướp đoạt cái vị trí mà bạn đang có đó. Trong cái ngày này với bạn tuổi Ngọ không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa, bạn đang có cái điềm báo xấu, có cái sự cãi cọ thị phi, bạn cần phải hết sức chú ý bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, tình cảm được thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, bạn đang có điềm báo, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, công việc của bạn bất ổn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, bạn dễ gặp rắc rối đó. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt
từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn dường như bạn là người hạnh phúc nhất thế gian này luôn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp được ngày Mùi Tỵ tương hội, và cái ngày này bạn và người ấy đã trao cho nhau cái là gật đầu tin tưởng rồi đó. Với bạn tuổi Mùi trong ngày này, tình yêu cứ ngỡ là xa xôi nhưng thực ra lại ở ngay rất gần với bạn. Bạn tuổi Mùi, bạn biết mình thực sự quá may mắn khi mà tìm được người mình yêu thương mà không mất thời gian cho những thứ na ná gọi là tình yêu đó bạn nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Mùi á, thiên ấn chiếu mệnh có thể làm cho bạn có được cái sự kiên cường, bất khuất, và bạn tuổi Mùi trong công việc, dù công việc của bạn có đầy những cái trở ngại, thách thức thì bạn vẫn vững được lòng tin để tiến bước. Bạn mệnh vẫn mong muốn có thể đạt được cái mục tiêu của mình thay vì chịu cúi đầu khuất phục đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, công việc của bạn tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, tình cảm hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, bạn có nhiều tin vui. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, tính cách vượt lên. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, bạn phát huy được nội lực nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân, bạn trong cái ngày này nói ra được những cái lời yêu thương chân thành với người mình yêu, khi mà bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân thúc giục cho bản mệnh bày tỏ tình cảm của mình để mọi chuyện được rõ ràng hơn với bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, tình như tình trong như đã, mặt ngoài còn hia. Với bạn tuổi Thân trong ngày này có những cái nỗi lo ngại mà không dám chủ động tiến tới trong cái chuyện tình cảm. Bạn sợ rằng mình sẽ bị tổn thương mà không có cách nào làm chủ được bản thân. Trong cái ngày Ất Tỵ này đối với bạn tuổi Thân, kiếp tài giáng họa, cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn có phần bị bất ổn và bạn tuổi Thân có thể sẽ đưa ra những cái quyết định sai lầm. Cái điều này khiến cho chính mình lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi do đầu tư không đúng nơi, đúng chỗ đối bạn tuổi Thân nhé. Trong cái ngày Tỵ này với bạn tuổi Thân, cái việc xuất hành với bạn cũng không được thuận lợi. Đi ra bạn cần phải chú ý về cái vấn đề điềm báo xấu xảy ra, có cái sự va chạm, cãi cọ. Nếu không có việc quan trọng thì bạn không nên đi xa bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tài lộc thất thoát. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, bạn quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, có tin vui báo về. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn cần phải tỉnh táo hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu.
Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có được cái vận trình ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên cái vận trình tình cảm của bạn đang rất chi là tốt. Bạn đang có được những cái tin vui về cái con đường tình cảm của mình nhé. Với bạn tuổi Dậu trong ngày này, đối với những bạn đã có đôi có cặp thì sớm tính tới cái chuyện quyết định đi về chung một nhà, mặc cho những cái lời can ngăn từ ngoài xã hội đó. Và bạn tuổi Dậu, bạn tự tay lựa chọn hạnh phúc của mình thay vì để cho những cái chuyện ngoài lề ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Có những thứ không thể nào mua được dù có nhiều tiền đến thế nào đi chăng nữa nhá. Nhưng trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, cho nên hôm nay với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải bình tĩnh để lắng nghe cái lời góp ý của mọi người thay vì cứ suy nghĩ bốc đồng, thích làm gì thì làm nấy. Sự nghiệp khó phát triển cũng có thể vì cái tính cách này của bạn mà ra đó bạn tuổi Dậu nhá. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công việc của bạn có điểm bỏ báo rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình yêu được thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bạn có nhiều tin vui. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn có được hạnh phúc trong tầm tay. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, bạn cần phải linh hoạt hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất sẽ được cấp trên tuyên dương vì những cái thành tích của mình lắm đó bạn tuổi Tuất nhá. Với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có được chính ấn giúp sức, cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất thoải mái phát huy được hết cái năng lực của mình đang có đó. Không phải ai cũng có được những cái cơ hội tốt như vậy, và bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay không có cái ý định bỏ lỡ cái cơ hội, cái thời cơ cho mình nhé. Bạn tuổi Tuất, bạn đang cố gắng dành hết cái thời gian có thể cho công việc, những cái mong muốn sẽ đạt được cái mục tiêu mong muốn đề ra được. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất á, ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy cái sự hậu thuẫn khá chi là tốt của người thân cho bạn nhé. Bạn tuổi Tuất, bạn thoải mái làm việc mà không phải lo lắng về thời gian dành cho gia đình quá ít sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Và bạn tuổi Tuất trong ngày này, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng được thuận lợi. Ngày này cầu tài lộc, cắt áo các cụ cũng rất chi là tốt. Bạn đang được quý nhân hậu thuận, có tiền tài, có tin vui trong ngày đó nhé bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, nhân duyên được vượng phát. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, có cơ hội đến gần. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, tình yêu gõ cửa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, công việc được tín trị tốt được. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh,
Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi không mong muốn bản thân thiếu đi tinh thần chiến đấu đến cùng, nhưng sau nhiều cái sự thất bại, dường như bạn đã không còn đủ động lực để đi tiếp nữa. Trong cái ngày Ất Tỵ này, đối với bạn tuổi Hợi, thủy hỏa xung khắc. Cái điều này làm cho bản mệnh biết phải làm thế nào để người ấy hiểu được tình cảm của mình dành cho. Có quá nhiều cái hiểu lầm và nghi ngờ đã xảy ra giữa hai người, khiến cho lòng tin bị hao mòn đi đó bạn nhé. Ngày này, đối với những bạn còn độc thân thì tạm thời chưa muốn bước chân vào cái mối quan hệ mới, bạn cần phải bình yên cho tâm hồn của mình sau những cái tổn thương và sóng gió trong cuộc tình của mình, không muốn thử thách trái tim mình lần nữa đâu đó bạn nhé. Với bạn tuổi Hợi, trong cái ngày này không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa, bạn đang có cái điềm báo xấu, có cái sự thị phi cãi cọ, không có người giúp đỡ bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, bạn hiểu lầm sâu sắc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn đừng quá tự tin. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, công việc trì trệ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, tình cảm phai nhạt. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn vẫn chưa sẵn sàng yêu đương. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.